top hát thai mùi bọn lùi Việt Nam xong đi non này top hát thai. On Friday, and has now jumped the US countdown with the biggest 1 week sales of 2021 so far, making Taylor the first woman to land 3 number one albums in less than a year, following the release of Folklore in July and Evermore in December last year. Phối hợp nhau giải quyết gọn Xuân Lộc. Và cái việc mà Phan Giang sau đó Xuân Lộc thất thủ thật sự đã gây một nỗi kinh hoàng cho quân đội Sài Gòn. Và chính vì cái chuyện đó cho nên chiến dịch Hồ Chí Minh thì... độ thấp nhất phổ biến từ 25 đến 27 độ, cao nhất 32 đến 35 độ C. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin dự báo thời tiết. Nhiều người hâm mộ. Đây là cơ hội để các vận động viên người khuyết tật nước ta được thể hiện hết mình, mang vinh quang về cho Việt Nam. Đối với những gương mặt trụ cột của thể thao người khuyết tật Việt Nam,